tấm lòng của em luôn độ lượng bao dung. Được nhiều người yêu quý, và thương em rất nhiều. Ai ai cũng cho rằng em như Bồ Tát hiện linh. Em ơi, để giúp đỡ cho mọi người những hoàn cảnh khó khăn, nhưng giờ đây em ơi, em không còn chịu những thêm nhớ người, nhưng tất cả mọi người vẫn luôn nhớ về em. Mọi người vẫn luôn nhớ về em nhiều lắm em ơi. Bồ cố gây luôn luôn không khí tìm bản thân mình. Lúc nào em cũng lo cho người khác nhiều hơn. Biết là như vậy nhưng sao ông trời lên nỡ bất công với em quá vậy. Anh mong rằng cho em sống mãi trên đời em ơi. Nếu em sống mãi trên đời thì còn biết bao nhiêu người được bây giờ em ra đi không bao giờ quay trở lại. Nhưng em cứ yên tâm rằng tất cả mọi người ai cũng nhớ tới em nhiều. Hãy thanh thản ra đi về nơi. Mọi người vẫn luôn nhớ em. Nhung ơi, em như Bồ Tát hiện. Em ơi,
mỗi người. Thương em lắm, Bồ Tát hiện linh đầy vô cứu độ cho mọi người, để cứu độ cho mọi người. Nhưng mà em ơi, giờ phút chia tay, ai ai cũng nhớ em nhiều, nhớ đây trên đời em. Tâm rằng không bao giờ anh quên.